Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời lượng của chuyên mục An ninh Đà Nẵng được phát định kỳ hàng tuần trên sóng của Đà Nẵng TV. Chuyên mục tuần này sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Từ trung tuần tháng 1 năm 2021, lực lượng công an cả nước, trong đó có công an thành phố Đà Nẵng đã bước vào trạng thái sẵn sàng mới để bảo vệ an ninh an toàn, phục vụ Đại hội Đảng lần thứ 13. Trong đó, công tác đảm bảo an ninh, tấn công trấn áp tội phạm được đẩy mạnh. Trên lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông các cấp tăng cường tuần tra kiểm soát, đảm bảo giao thông được thông suốt, an toàn. Gần dân, sát dân để hiểu dân, đây chính là một trong những điều kiện quan trọng để phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thực sự phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân. Mô hình trao sinh kế cho người sau cai, tái hòa nhập cộng đồng là một trong những cách làm hiệu quả. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 đã chính thức diễn ra tại thủ đô Hà Nội trong không khí phấn khởi và hân hoan. Không chỉ tại thủ đô mà trên phạm vi cả nước, công tác bảo đảm an ninh, an toàn đã được lực lượng công an toàn quốc triển khai toàn diện, đồng bộ trên tất cả các mặt công tác, chặt chẽ ngay từ khâu phòng ngừa. Toàn lực lượng chủ động thường xuyên kiểm tra, rà soát các mặt công tác, chủ động phương án xử lý các tình huống xấu có thể xảy ra. Từ trung tuần tháng 1 năm 2021, lực lượng công an cả nước đã bước vào trạng thái sẵn sàng mới để bảo vệ an ninh an toàn, phục vụ Đại hội 13 của Đảng. So với trạng thái bình thường, ở trạng thái này, toàn lực lượng tổ chức trực, ứng trực ở cấp độ cao nhất. Công an các đơn vị địa phương ở các địa bàn trọng điểm tổ chức trực toàn bộ quân số, có hoạt động tuần tra vũ trang, ra quét phát hiện, ngăn chặn tội phạm, được thực hiện với tần suất dài hơn, liên tục, nhất là tại những địa bàn tiềm ẩn phức tạp, kể cả trên không gian mạng. Chúng tôi nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản cũng như là công tác nghiệp vụ công an để mà xác định, phát hiện, điều tra, xử lý nhanh chóng, kịp thời những cái vụ việc, nhất là tội phạm ma túy. Đây đang là thời điểm cuối năm, các loại tội phạm cũng vì thế mà lợi dụng hoạt động. Công an phường, cảnh sát khu vực dành nhiều thời gian xuống địa bàn khu dân cư, phối hợp với các lực lượng tuần tra kiểm soát, vừa kiểm tra tạm trú, tạm vắng, vừa nhắc nhở bà con đề cao cảnh giác. Các lực lượng công an phường, dân quân, bảo vệ dân phố và dân phòng tăng cường công tác tuần tra, bám địa bàn để chủ động với tình hình xảy ra trên địa bàn. Công an phường làm việc rất tốt. Là thường xuyên đi nhắc nhở người dân là đi phòng trộm cắp. Cũng trong thời gian này, lực lượng công an các cấp đã liên tục lập nên nhiều chiến công xuất sắc trong phòng chống tội phạm. Trong đó phải kể đến chuyên án triệt phá đường dây làm giả giấy tờ để vay vốn, làm thẻ tín dụng chui ở các ngân hàng do đối tượng Lê Thị Sương, 32 tuổi, trú thành phố Đà Nẵng cầm đầu. Thành tích phá án xuất sắc của Phòng Cảnh sát Kinh tế đã được biểu dương khen thưởng. Công an xã phường, quận huyện đến thành phố tăng cường cái trách nhiệm phối hợp để mà tuần tra kiểm soát chốt chặn các cái vị trí, các cái khu vực, các cái khu dân cư mà thường xuyên xảy ra tội phạm để mà có cái phòng ngừa. Các tổ công tác 911 tăng cường kiểm tra người và phương tiện tại các địa bàn trọng điểm giáp ranh, quyết không để tội phạm lộng hành. Kiểm tra phát hiện một số đối tượng có sử dụng mang theo của hung khí, tàng trữ ma túy và một số nghi vấn về các đối tượng cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê. Công tác đảm bảo an ninh trật tự chắc chắn không thể hiệu quả nếu thiếu tai mắt, sự tố giác của người dân. Hơn lúc nào hết, mỗi người dân cần ý thức trách nhiệm của mình, phối hợp với các lực lượng chức năng, đồng thời cảnh giác, tránh xa các loại tội phạm với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Cũng trong dịp này, lực lượng cảnh sát giao thông đã và đang tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát, tập trung tấn công, trấn áp tội phạm nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng, đảm bảo các hoạt động giao thông vận tải, nhu cầu vui chơi, lễ hội của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Chỉ trong vòng một tháng ra quân, từ ngày 15 tháng 12 năm 2020 đến ngày 14 tháng 1 năm 2021, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Đà Nẵng đã xử lý 122 trường hợp vi phạm nồng độ cồn,
các trường hợp vi phạm có xu hướng gia tăng trong dịp cuối năm, thời điểm thường diễn ra các hoạt động tổng kết tất niên. Làm thợ chính chủ nhà có mời em, nhưng mà em lại uống rượu, là em uống rượu bia là em ít khi uống. Nhưng nói sự thật mà anh là ép quá em mới uống được hai lon. Công tác mà xử lý vi phạm này là lực lượng cảnh sát giao thông là triển khai là thường xuyên, liên tục. Bên cạnh việc tập trung xử lý những trường hợp vi phạm có nguy cơ cao dẫn tới tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, thì trong đợt cao điểm này, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Đà Nẵng còn chủ động nắm tình hình, phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông để vận chuyển hàng lậu, hàng cấm, các đối tượng vượt biên trái phép. Chúng tôi đã quán triệt đến tận cán bộ chiến sĩ, thứ nhất là phải nâng cao tinh thần trách nhiệm. Trong lúc thi hành nhiệm vụ, phải tập trung giải quyết điều hòa hướng dẫn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân vui xuân đón Tết được an toàn, phối hợp với lại các ngành chức năng trong tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm. Bên cạnh sự nỗ lực của lực lượng công an, người dân và du khách cần tự giác chấp hành nghiêm các quy định khi tham gia giao thông, nâng cao tinh thần cảnh giác, nhất là nơi diễn ra các sự kiện đông người để chào đón một năm mới vui tươi, đầm ấm và an toàn. Thưa quý vị và các bạn, trong tuần qua, thực hiện đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm, công an các đơn vị địa phương đã lập nên những chiến công sau đây. Khuya ngày 28 tháng 1, Công an quận Sơn Trà phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an đã triệt phá thành công một đường dây mua bán ma túy do Lê Bảo Ngọc, 27 tuổi, trú quận Sơn Trà cầm đầu. Cụ thể, sau quá trình theo dõi, Công an phát hiện Nguyễn Văn Đức, 22 tuổi, trú tỉnh Thanh Hóa, bước xuống chiếc taxi, giao một chiếc ba lô, bên trong có ma túy cho Ngọc. Lúc này, công an ập vào bắt quả tang, phát hiện bên trong có 3,5 kg ma túy đá, 2 gói ni lông, đựng 1.500 viên thuốc lắc, 230 viên hồng phiến cùng nhiều tang vật có liên quan. Ngọc khai nhận nhập ma túy số lượng nhiều như vậy để phục vụ cho nhu cầu mua bán của các con nghiện dịp Tết Nguyên đán. Tối ngày 27 tháng 1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đà Nẵng bắt quả tang hai đối tượng là Trần Cảnh Hiệp, 25 tuổi, trú huyện Hòa Vang và Trần Mậu Đạt, 27 tuổi, trú tỉnh Quảng Nam về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 800 viên ma túy thuốc lắc. Khi bị bắt tại ngã tư Nguyễn Văn Linh giao với Nguyễn Tri Phương, Hiệp định ném số ma túy trong người nhằm mục đích phi tang thì bị phát hiện ngăn chặn kịp thời. Qua đấu tranh, cả hai thừa nhận đã lấy ma túy từ các tỉnh phía Bắc về phân chia cho các đầu mối lớn chuyên cung cấp ma túy thuốc lắc tại các quán bar karaoke. Ngày 23 tháng 1, đội cảnh sát hình sự công an quận Hải Châu tiến hành truy xét bắt khẩn cấp Nguyễn Thanh Ngọc, 31 tuổi, trú quận Hải Châu và Lương Quốc Học, 25 tuổi, trú tỉnh Quảng Bình là thủ phạm của vụ trộm cắp xảy ra tại một nhà dân trên đường Thi Sách. Tại cơ quan công an, hai đối tượng thừa nhận phát hiện một nhà dân sơ hở không khóa cửa, liền lẻn vào trộm cắp tiền, điện thoại và thẻ ATM. Sau đó, cả hai mày mò tìm được mật khẩu và rút hết số tiền hơn 20 triệu đồng trong tài khoản của chủ thẻ. Lợi dụng mối quan hệ quen biết với một chủ quán cà phê trên đường Lý Thường Kiệt, Lê Văn Lâm, 28 tuổi, trú tỉnh Ninh Thuận, đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại quán này. Cụ thể, Lâm đã mượn chìa khóa của chủ cửa hàng cà phê để làm thêm một chìa khác. Ngày 20 tháng 1, Lâm dùng chìa khóa này để đột nhập vào quán, lấy đi một máy xay cà phê, đem bán được 20 triệu đồng. Tuần qua, Công an quận Liên Chiểu phát hiện xe tải do tài xế Nguyễn Văn Sơn, 32 tuổi, trú huyện Hòa Vang điều khiển, có nhiều biểu hiện nghi vấn chở hàng lậu nên tiến hành kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra phát hiện 5 thùng bia chai và 8 thùng rượu có xuất xứ từ nước ngoài. Làm việc với Công an quận Liên Chiểu, tài xế Sơn khai nhận đã nhận vận chuyển số bia rượu trên cho một phụ nữ không rõ lai lịch tại Lao Bảo, Quảng Trị về Đà Nẵng tiêu thụ. Chuyển qua một số nội dung khác, nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, Công an thành phố Đà Nẵng đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách trong lực lượng công an nhân dân trên địa bàn thành phố. Đến thăm và tặng quà, lãnh đạo Công an thành phố đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, chúc Tết mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí là thương binh, thân nhân liệt sĩ Công an nhân dân. Mong các đồng chí và gia đình tiếp tục phát huy truyền thống của lực lượng Công an nhân dân là chỗ dựa tinh thần cho thế hệ trẻ hôm nay. Những món quà tuy nhỏ nhưng mang tình cảm lớn, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc, thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng đối với các gia đình chính sách mỗi dịp Tết đến xuân về. Dịp này, Phòng Hậu cần Công an thành phố cũng đã đến thăm các gia đình chính sách, nguyên là lãnh đạo Công an thành phố và lãnh đạo Phòng Hậu cần qua các thời kỳ. Trước đó, hội viên phụ nữ và đoàn viên thanh niên của Phòng Cảnh sát cơ động tặng 10 phần quà Tết cho gia đình các bệnh nhi mắc chứng bại não đang điều trị bệnh hàng ngày tại Bệnh viện Phụ Sản Nhi thành phố. Mong muốn các em và gia đình sẽ kiên cường chiến đấu với bệnh tật, vượt qua khó khăn, vui xuân đón Tết, an tâm chữa bệnh.
Ngày 27 tháng 1, Đại tá Phan Văn Dũng, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng đã kiểm tra, làm việc với 11 chỉ huy công an các xã thuộc Công an huyện Hòa Vang về một số chuyên đề đang được Bộ Công an triển khai. Làm việc với công an các xã Hòa Nhơn, Hòa Phong và Hòa Phú, Đại tá Phan Văn Dũng ghi nhận biểu dương những kết quả đạt được trong thời gian qua và yêu cầu trong thời gian tới, công an các xã cần chú trọng công tác nắm tình hình, công tác quản lý cư trú, quản lý đối tượng, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Giao cho Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra để khắc phục những hạn chế của lực lượng công an xã nếu có. Qua đó từng bước xây dựng lực lượng công an xã vững mạnh về mọi mặt, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong tuần, Ủy ban Nhân dân quận Ngũ Hành Sơn có buổi gặp mặt tặng quà và động viên hơn 180 thanh thiếu niên và những người vi phạm pháp luật. Nhiều thanh thiếu niên đã mạnh dạn nói lên suy nghĩ của bản thân để mong địa phương có hướng giúp đỡ kịp thời. Dịp này, quận Ngũ Hành Sơn đã tặng nhiều phần quà để các thanh thiếu niên đón một cái Tết vui vẻ và an toàn. Cùng thời gian này, Ủy ban Nhân dân phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ cũng có buổi gặp mặt đối thoại với hơn 60 thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương và ký kết công tác phối hợp quản lý, giúp đỡ tái hòa nhập cộng đồng giữa các hội đoàn thể của phường. Theo quy định của Bộ Công an, kể từ ngày 22 tháng 1, các địa phương sẽ dừng cấp chứng minh nhân dân, thay vào đó sẽ triển khai cấp căn cước công dân có gắn thẻ chip, trong đó ưu tiên 5 nhóm đối tượng sau đây. Một là những công dân đủ 14 tuổi, chưa được cấp chứng minh nhân dân. Hai là trường hợp chứng minh nhân dân cũ bị hư hỏng, mờ nhòe, rách nát, không sử dụng được hay hết giá trị sử dụng. Ba là trường hợp công dân bị mất chứng minh nhân dân. Bốn là trường hợp công dân đã được cấp chứng minh nhân dân, căn cước công dân, nhưng có sự thay đổi thông tin trong chứng minh nhân dân, căn cước công dân. Năm là những trường hợp khác do lãnh đạo công an các cấp quyết định. Công dân có thể liên hệ với đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an các địa phương để biết thời gian, địa điểm hỗ trợ cho việc cấp căn cước công dân có gắn thẻ chip. Trong tuần qua, các địa phương đã tổ chức tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, sơ kết 5 năm thực hiện quyết định tuần tra 8394 và triển khai nhiệm vụ trong năm 2021. Trong năm qua, các địa phương trong đó có lực lượng công an làm nòng cốt đã đề ra nhiều sáng kiến, mô hình hay trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần làm cho Đà Nẵng trở thành một trong những điểm sáng trên cả nước. Lực lượng 8394 tiếp tục triển khai các biện pháp, kế hoạch để đấu tranh chấn áp hiệu quả với các loại tội phạm, góp phần xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố thân thiện, an toàn trong mắt người dân và du khách. Trong thời gian đến, lãnh đạo các địa phương yêu cầu lực lượng công an các cấp và các ban ngành đoàn thể phối hợp để tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, để mỗi người dân thực sự là một chiến sĩ, giữ gìn bình yên ngay tại địa bàn dân cư của mình. Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có thực sự vững mạnh hay không phụ thuộc rất lớn vào sự ủng hộ, đồng lòng của quần chúng nhân dân. Để có được điều này, lực lượng công an phải thực sự gần dân, sát dân, quan tâm nhân dân từ những điều nhỏ nhặt nhất. Mô hình trao sinh kế giúp đỡ người sau cai có điều kiện hoàn lương là một trong những chính sách hay của thành phố Đà Nẵng, góp phần tạo nên những tình cảm gắn bó ấy. Khoảng thời gian trước đây của em là em từng lầm lỗi thì em cũng có thay bạn bè rồi chơi sử dụng chất kích thích rồi. Thấy gia đình kinh tế nhà mình nó dần vơi đây thì lúc đó em mới hiểu được, mới tỉnh táo lại. Sau hơn một năm quyết tâm cai nghiện ma túy thành công, cùng với sự động viên chia sẻ của gia đình, cán bộ chiến sĩ công an và chính quyền địa phương, anh Lê Nguyên Kha đã đi tìm việc làm để mưu sinh. Tuy nhiên, cái khó là phương tiện đi lại. Với điều kiện kinh tế gia đình, sắm được một chiếc xe máy lúc này là không hề dễ dàng. Bởi vậy, niềm vui khôn tả đối với anh Kha là khi anh nhận được món quà thiết thực này từ chính quyền địa phương. Mấy anh phường, công an phường, mấy anh ấy thì quan tâm em, cũng một năm qua cũng quan tâm xuống nhỏ, động viên hoan, quan tâm em, biết ai tình hình em như đó, rồi cho em chiếc xe là em cảm thấy là quá vui mừng. Ý nghĩa về mặt tinh thần đối với Kha là rất quan trọng. Tinh thần đó là động viên cho em vượt qua cái giai đoạn khó khăn để làm lại chính mình. Anh Kha là một trong số 10 người sau cai nghiện thành công có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Thanh Khê, vừa được công an phường phối hợp với chính quyền địa phương trao hỗ trợ sinh kế. Hoạt động này được triển khai theo chương trình công tác dự phòng nghiện và tái nghiện của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Trong thời gian tới thì em sẽ cố gắng đi làm đều đặn để lo cho cuộc sống của vợ con em. Giờ đây, anh Kha đã xin được việc làm là nhân viên giao hàng cho một công ty điện tử. Phương tiện được trao tặng
cùng với những niềm tin được gửi gắm sẽ đồng hành với anh trong quá trình làm lại cuộc đời. Chuyên mục An ninh Đà Nẵng tuần này đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.